rồi cuối cùng cũng trở về với cát bụi. Cuộc sống này ngắn ngủi lắm, vì thế anh hãy cứ trao yêu thương và lòng biết ơn. Hãy sống chậm lại, trao yêu thương nhiều hơn để nhận được nhiều hơn. Hãy làm những việc mình muốn, gặp những người mình muốn gặp, bên người mình muốn bên. Thương anh. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai vươn hình hài lớn dậy. Ôi cát bụi tuyệt vời, mặt trời soi một kiếp dòng chơi. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi. Ôi cát bụi mệt nhoài, tiếng động nào gõ nhịp khôn nguôi. Bao nhiêu năm làm kiếp con người, chợt một chiều tóc trắng như vôi. Lá úa trên cao rụng đầy, chót trăm năm vào chết một ngày. Mặt trời nào soi sáng tim tôi, để tình yêu xây mòn thành đá cuội. Xin úp mặt bồi ngồi, từ ngày qua mọi ngóng tin vui. Cụm rừng nào lá xác xơ cây, từ vực sâu nghe lời người đã dạy. Cát bụi phật này, vết mực nào xóa bỏ không hay. Bao nhiêu năm làm kiếp con người, chợt một chiều tóc trắng như vôi. Lá úa trên cao rụng đầy, chót trăm năm vào chết. Mặt trời nào soi sáng tim tôi, để tình yêu say mòn thành đá cuội. Xin úp mặt bụi ngồi, từ ngày qua mọi ngóng tin vui. Cụm rừng nào lá xác xơ cây, từ vực sâu nghe lời người đã dạy. Cát bụi phần này, vết mực nào xóa bỏ không hay. Bao nhiêu năm làm kiếp con người, chợt một chiều tóc trắng như vôi. Lá úa trên cao rụng đầy, cho trăm năm vào chết một ngày. Cụm rừng nào lá xác xơ cây, từ vực sâu nghe lời người đã dạy. Ôi cát bụi phật này, vết mực nào xóa bỏ không hay. Ôi cát bụi phật này, vết mực nào xóa bỏ.
Này bạn thân ơi, số kiếp nhân sinh chỉ là cõi tạm trần gian. Dù anh và tôi ai sang giàu ai gian khó, mãi xa kiếp con người về với cát bụi mờ thì cũng đều đổi tay trắng. Đời là phù du, ta sống hôm nay đâu biết về ngày mai sau. Hãy dành cho nhau bao nhiêu niềm vui đáng có, không ganh ghét hận thù, chẳng gian dối lòng lừa, vì kiếp người sẽ vội qua. Bụi thì xin đừng còn tính thiệt hơn. Đời như thoáng mơ, được mắt ta đâu ngờ, hỏi ai có bao giờ không trở về cát bụi đâu. Cuộc đời là bao, hãy mến thương nhau với bằng tất cả con tim, để rồi một mai khi ta lìa xa nhân thế, không lo lắng u buồn, chẳng nỗi tiếc muôn phiền, truyền thế sự nơi chân. Kiếp người sẽ vội qua. Người ơi hãy nhớ, ta là cát bụi, sẽ về cát bụi thì xin đừng còn tính thiệt hơn. Đời như thoáng mơ, được mắt ta đâu ngờ, hỏi ai có bao giờ không trở về cát bụi đâu. Cuộc đời là bao, hãy mến thương nhau với bằng tất cả con tim, để rồi một mai khi ta lìa xa nhân thế, truyền thế sự nơi chân ai. Để rồi một mai khi ta lìa xa nhân thế, không lo lắng u buồn, chẳng nỗi tiếc muôn phiền, truyền thế sự nơi chân. Hôm nay đưa chú Hồ Phạm Đức Mạnh, pháp danh Trúc Bình, mất ngày 5 tháng 12 Quý Mão, hưởng dương 23 tuổi. Nên
những đức ở trong ngôi Tam Bảo thấy nhiều cái lứa tuổi người mắc lắm. Như chú này 23 tuổi, gia đình cũng có người con trai một. Chúng ta sinh được một đứa con rất là mừng. Nuôi con khôn lớn, mong là sau này con có gia đình, có sự nghiệp đồ này kia. Mặt thế gian người ta nghĩ gì, nhưng ai ngờ rằng người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Trong cái cuộc đời này, thọ mạng con người nó đến bất chợt. Khi con người ta đang khỏe vậy đó, muốn đi là đi. Mình thấy rất nhiều người mà, như ngoài đời thấy rất nhiều người đang khỏe gì, hôm qua ngồi ăn uống nói chuyện nhậu nhẹt với bạn bè, tự nhiên chút mình nghe tin người đó đột quỵ chết, hoặc tối về ngủ chết. Nên từ nơi đó mà mỗi một người chúng ta đến với cuộc đời này, chúng ta nhận thức cái thọ mạng. Nên khi mình còn sống, mình cố gắng tu nhân tích đức, những việc thiện, việc tốt gì mình làm được, mình cố gắng mình làm đi. Tại vì khi mình mắc rồi, mình muốn làm không được. Ví dụ như bây giờ mình làm con, mình có cơ hội mình hiếu với cha mẹ, mình làm đi. Trong đạo Phật dạy, đạo Phật là đạo hiếu, tâm Phật là tâm hiếu. Phước báo lớn nhất của người làm con là hiếu với cha mẹ. Và cái tội lỗi nặng nhất là làm cho cha mẹ buồn lòng. Nhớ. Khi con người mà phước báo nó tăng lên cao, thì tuổi thọ theo đó mà kéo dài. Khi con người mà mình xài qua cái duyên tội nghiệp mà hết phước, thì thọ mạng người ngắn lại. Thì phải nhớ là cũng như một cái đèn vậy. Mà nếu dầu nó đủ thì đèn nó sáng, mà hết dầu thì đèn tắt. Mà dầu thì giống như là phước báo. Nhớ nghe. Cũng như một cái cây mà mũ nó đầy đủ thì cây nó tươi tốt, mà khô mũ là cây nó chết. Giống con người cũng gì, máu đầy đủ thì mình khỏe, nhưng mà thiếu máu, hết máu, chết. Thì cái phước báo nhiều dày lên, thọ mạng kéo dài ra. Nên chúng ta sống trong cuộc đời này, chúng ta nói là phát triển, cố gắng lo làm ăn, nhưng có khi chúng ta lại không hiếu được với cha mẹ, hoặc là cha mẹ nói đến cự cãi hỗn ẩu, làm cha mẹ buồn lòng. Đây là cái tội nghiệp lớn dữ lắm. Từ nơi đó mà khi phước nó hết, nghiệp nó đến. Có những người vì biết khỏe sôi sỏi, nhưng mà khi họ tạo tội nghiệp sát sanh này kia, bệnh đau đến bất chợt với họ ghê gớm. Giống như hôm qua những đứa gặp một gia đình nói rằng cái người này cũng khoảng ba mấy tuổi, làm ăn phát đạt lắm, nhưng mà có cái là đối với cha mẹ không có hiếu thảo. Tự nhiên đùng cái nổi lên căn bệnh nó ung thư cổ họng, nó lở lét tự nhiên cổ họng lủng một lỗ thì là sốc. Rồi mỗi ngày ăn cơm nó cứ lọt ra. Rồi bây giờ dù là tiền bạc nhiều nhưng mà thân bệnh hoạn, thân tàn ma dại. Nên Phật nói là tài sản lớn nhất của đời người là sức khỏe. Nên con người chúng ta còn sống trong cuộc đời này, những việc thiện, việc tốt gì mình làm được thì cố gắng mà làm. Cái vị mà về đây vị thấy rõ ràng không? Dù là chú này với một số người trong chùa cũng đâu phải bà con thân bằng quyến thuộc gì đâu, nhưng mà ngày đêm người ta ngồi niệm Phật. Người trong chùa mỗi người tay chân nhiệt tình hết mình. Nhưng Đức nói thiệt chứ, như cái đám gì mà ở nhà là khóc lóc kêu gào, nó cảm giác bi thương lạ lắm. Ê, thấy cái đám ngoài đời không? Bi thương, kêu gào khóc lóc. Nhưng mà bây giờ quý vị coi, chúng ta nên xác thực một chút đi. Khi mình còn sống trong cuộc đời này, tại sao chúng ta không đến với nhau tốt đẹp, không đến với nhau nhiệt tình đi? Vợ chồng tin tưởng nhau, sống với nhau hạnh phúc, con hiếu thảo với cha mẹ, lo cho cha mẹ được cái gì lo đi, đừng có để cho cha mẹ buồn lòng. Làm đi, những gì mình làm cho người thân mình bên cạnh được, chân thật làm đi. Đừng đợi một ngày nào chết đi chúng ta khóc hòa lên khóc, ước gì người đó sống lại đi, mình sẽ tốt với họ. Cha mẹ sống lại đi, con sẽ hiếu với cha mẹ. Đây chỉ là cái nghĩ mà không thể nào trở lại được quý vị. Nên một cái gì đã qua thì khó thế nào lấy lại. Nên mỗi một người mắc trong chùa Nhân Đức đều có một bài pháp đến chi, để nhắc cái người còn ở lại này phải sống cho tốt. Và trong 49 ngày này mình là người thân thương họ. Bây giờ mình đâu có đem cái tiền bạc cho họ đâu,
Có đốt giấy tiền vàng bạc nhà nhà đi chăng nữa không lợi ích. Mình có khóc khô nước mắt cũng không được lợi ích gì. Nhưng mà bây giờ mình chỉ có cái sự tu tập hướng thiện. Trong 49 ngày này mình cầu siêu cho cháu. Nó có 23 tuổi thôi chưa hiếu với cha mẹ được. Mà khi còn sống trong cuộc đời có khi cũng làm cho cha mẹ buồn lòng. Chưa hiếu với cha mẹ mà đã ra đi. Thì cái cảnh giới ra đi này là cũng không được tốt đâu. Nhưng mà được nhờ nhà chùa niệm Phật tu hành, niệm Phật mấy ngày nay. Nên cái đám của chú này tuy trẻ, nhưng mà bao nhiêu người người ta đứng, người ta niệm Phật, người ta đưa cháu chú đi là cũng cái duyên. Nó bắt nguồn cái duyên là từ gia đình biết niệm Phật nè, cô này nè, mẹ nè, rồi xong một số Phật tử quen mẹ nè. Nó kết lại nhiều nhân duyên nó mới được ở đây. Chứ nếu như lão quắc lão quơ biết đâu mà lỡ đây. Nên nó kết cái nhân duyên nó quan trọng dữ lắm. Nó rất là quan trọng. Nên mỗi một người chúng ta mình nhận thức được cái kết duyên nó quan trọng. Nên người ta mới 23 tuổi người ta ra đi, bây giờ mình còn ở đây này. Mình nói bây giờ mình còn tính bao nhiêu sự nghiệp lớn lao thì ai biết được. Cái thời gian trước chú vô đây cộng tu, những đức thấy chú khỏe quá chàng. Có thời gian chú vô đây cộng tu chú này nè. Mà chính những đức chở qua chùa mới mà. Đi dọc đường những đức còn nói một câu: thôi bây giờ mình cái gì sai mình sửa đổi lỗi lầm, mình sống cho tốt lại. Thời gian trong chùa cũng ngoan, cũng dễ thương lắm á. Chú này nè, tuy ổng sao ngoài đời không biết, nhưng mà cái cách ổng nó vô chùa đồ chơi với mấy anh em thì người ta cũng thích ảnh lắm. Nhờ cái duyên đó mà bây giờ được ở trong chùa đó. Nhưng mà bước ra ngoài nhiều bạn bè quá. Thật sự mà nói, như bản thân Như Đức ngày xưa ngoài đời gì đó, là Như Đức hư liền. Tại vì sao? Vì cái mức lôi kéo ngoài đời nó mạnh quá, mình không vượt qua được. Nên khi bước ra bên ngoài chúng ta cũng khó vượt qua. Nên từ nơi đó mà mỗi một con người còn sống trong cuộc đời này, Phật Pháp nó không phải lỗi thờ đâu quý vị ơi. Cái đạo đức thì sao lỗi thờ? Hiếu với cha mẹ sao lỗi thờ? Vợ chồng hòa thuận sao lỗi thờ? Làm người chân thật sao lỗi thờ? Mà Phật Pháp dạy những điều này sao lỗi thờ quý vị? Nên con người ta vì vật chất tiền bạc có thể bao nhiêu thủ đoạn để tạo nghiệp. Nhưng khi một hơi thở thở ra không hít vào, chúng ta vào quan tài nằm, chúng ta cầm cái gì theo được đâu. Mới 23 tuổi ra đi, gia đình cũng có điều kiện. Ví dụ bây giờ cha mẹ có đứa con mắc thôi. Bây giờ mẹ ở lại đây tu 49 ngày hồi hướng cho con. Mà cha ở nhà mình nó nói đi ra đi vô cũng buồn chứ không giỡn đâu. Rảnh thì lên đây tu tập luôn trong 49 ngày. Nó cũng nguôi ngoai. Nên tấm hình và hũ cốt đem qua bảo tháp thờ. Chứ nếu đem tấm hình gì mà đi ra đi vô gặp bàn thờ của con, nó buồn dữ lắm đó quý vị. Nên hồi đó mà mẹ những đứt mắt mà dưới quê, mà dưới quê miền Tây mà khi mắc rồi xong làm bàn thờ giấy trắng á, treo toàn ten trong nhà đầy. Rồi bằng đêm á thì cái đèn dầu leo lét, ngủ giật mình thứ gì mở mắt nhìn tấm hình, nhìn mình trắng trắng, vừa buồn vừa sợ. Cái cảm giác nó không đơn giản đâu quý vị. Bây giờ mà chú ở nhà mình nó nói ra vô thấy vắng tanh không có ai, nghĩ đến con mình mắc vợ trên chùa vậy, có buồn lắm á. Cái đặc biệt nhất trong 49 ngày vợ ở đây tu được thì ông lên đây được, không lên đây nè. Mỗi ngày vòng vòng chùa tưới bông giấy đồ này kia được, nó nguôi ngoai. Rồi nó nghe những đức giảng đồ này kia, nó cởi mở ra. Trong 49 ngày này vậy đó mà giúp cho chú này siêu thoát đó. Siêu thoát á. Ở trong chùa đâu đóng tiền bạc cho đâu sợ. Đâu phải ở nhà hàng khách sạn gì đâu. Thấy không? Nhưng vậy đó mà nó cởi mở tâm tư, nó vui. Rồi tự nhiên biết đâu nhìn được vô thường. Tợ cả đời mình làm ăn, tạo ra sự nghiệp. Con đứa con nghĩ rằng mai mốt của cải để lại cho nó. Bây giờ nó đi còn trước mình, nó bây giờ sự nghiệp này bây giờ cuối cùng mình hai vợ chồng ra đi cái nó để cho ai. Nên tự nhiên mình nhìn nhận biết tu phước tu duyên, tạo cái mà mình cầm theo được. Nên những người còn sống ở lại, nghe những đức nói những công đoạn này, nhận thức đi. Có hung dữ bạo ngược gì chỉnh lại, sửa lại. Nên những đức thường nói rằng có những khi của cải vật chất mà tiền bạc mà anh em ruột mà còn đấu đá nhau ra tò kiện cáo giành đất đai của cha mẹ chi. Có khi cha mẹ chia cho căn nhà này nó thì sao mà cha mẹ mà cho tôi căn nhà này, cho anh tôi căn nhà xịn. Cha mẹ cho của mà còn không vừa lòng kiện cáo nhau nữa. Có không quý vị? Trong cuộc đời này có hết trơn quý vị ơi. Nên quý vị cần phải nghe đạo, quý vị thấy không?
23 tuổi ra đi rồi nè. Hồi đó có vô đây còn tu một khỏe mạnh, bự con, to con lắm. Chú này bự lắm. Hôm qua mà tắm chú mà mấy chú ginh không nổi mà. Thường là chùa mình là mấy cô nữ ginh quan tài không đó. Tại vì vô chùa tu gái, những đứa cũng muốn cho nó ginh quan tài để cho nó có cái tâm lực mạnh như ta, đàn ông thanh niên vậy đó. Nhưng mà riêng cái chú này là không cho nó ginh gì, nó ginh không nổi. Hôm qua mấy chú tập trung ginh, ginh không nổi mà. Bữa nay phải cho mấy chú nam ginh. Chứ những đức bữa nay cũng dùng một số công lực. Không? Thì biết một năm chờ vậy những đức ginh biết bao nhiêu của quan tài nói chưa? Có nhiều người ta không hiểu, ta nói, ủa sao? Cái chùa hộ pháp này mỗi lần làm tang lễ á, là thấy gương mặt ai cũng tươi rói rồi ta. Còn nhiều nơi người ta làm á, đám ma người ta khóc quá trời. Những đức nói, ờ à, đúng rồi, đó là đám ma mà. Ma thì phải khóc rồi. Còn đây là đám giảng sanh. Nghe không? Đám này vật giảng sanh. Những đức nói cho thật lòng với vị nghe là quý vị nên sống lúc còn sống với nhau chân thật đi. Đừng có đợi chết rồi hả miệng khóc. Không có kết quả gì, nó không có lợi ích gì đâu. Cha mẹ lúc còn sống chăm lo nhiệt tình đi. Nghèo tiền nghèo bạc đừng có nghèo cái nhân nghĩa đối với cha mẹ. Đối với anh em có nhân nghĩa đi. Còn mắc rồi phải làm cái gì đó cho người ta xác thực chứ đừng có khóc. Quý vị coi cười và khóc cái nào tốt hơn? Cười nó vẫn tốt hơn khóc chứ. Bây giờ người ta mắc đã mắc rồi, nhưng mà mình vui vẻ, mình đưa tiễn người ta đi đến một cái quốc độ vui vẻ, còn hơn là mình khóc để mình đẩy người ta xuống tam đồ ác đạo. Nên cái người thế gian người ta nghĩ rằng người đó chết mình phải khóc. Từ xưa tới giờ là đa phần là như vậy. Chết là phải khóc. Không khóc được, nếu không có bà con dòng họ khóc thì mướn thêm vài người khóc. Những đức nói cho vị nghe, vị mướn vài người khóc, vị đem đồng tiền để vị mua gạo cho người nghèo còn có nghĩa nữa. Quý vị phóng sanh còn có nghĩa nữa. Ngay cái ngày mình chết, con người ai mà không muốn sống, con vật cũng muốn sống. Ngay cái ngày mình chết mà mua con vật phóng sanh, đó là đem cái thiện lành để cầu nguyện cho cái người chết này được siêu thoát. Nên quý vị thấy cái cảm giác như cái đám người mắc mà nó nhẹ nhàng, cái tâm trạng nó nhẹ nhàng vô cùng. Đâu có ai kêu gào khóc lóc gì đâu mà như đức nói chuyện bị khóc có được. Còn gặp người ta nói chuyện lại bị khóc, tại vì cái tâm người ta muốn bị khóc. Thí dụ như những đức bây giờ lại đây mà nói chuyện mà là cúng đi, những đức cúng đi, những đức lợi, những đức sẽ nói cho bị khóc. Còn cái này là những đức nói chân thật 100% cho quý vị lợi ích cho người còn sống này nè. Giờ cha mẹ thấy con 23 tuổi mắc rồi đó, bây giờ cha mẹ từ hôm nay phải lo niệm Phật, tu nhân tích đức, gọn công việc lại hết. Vì làm gì bây giờ có hai vợ chồng, nhà có của cả một chút, thiếu nợ ai thì bán của trả nợ xong, còn chút định tiền từ đây tới già chết. Sống lai rai đi chùa, chủ nhật thứ bảy xẹt lên chùa cộng tu. Vợ chồng sống thời gian còn lại hạnh phúc quá trời. Làm ăn gì nữa giờ nghỉ làm. Tại vì sao? Vì có hai vợ chồng mà. Tính ra cái số tiền mình còn từ đây cho tới mình chết ăn cũng không hết. Ví dụ đi, tính ra cho kỹ, dư chút định gỡ ngân hàng mỗi tháng lấy tiền lời xài. Làm chi? Nghỉ làm. Ở nhà niệm Phật lai rai vậy đó, gánh chạy lên chùa cộng tu. Cái cuộc sống đó là cuộc sống thần tiên. Không phải chuyện giỡn đâu. Quý vị coi chùa này những đức lo cho 2.000 người mà những đức kinh doanh gì? Mỗi ngày cái miệng những đức khuyên người niệm Phật không mà nuôi 2.000 người. Rồi mùng 9 này khiếm thị 7.000 người nè. Những đức khuyên gia đình có điều kiện đổi tiền ra, chính tay lỡ cho người mù, người què quặt. Những đức đâu kêu bị đưa tiền những đức đâu. Vì lỡ bị coi nè, ngồi xếp lớp người ta què quặt xí cầu que, ngồi đầy đường, tập trung về 7.000 người, nó đổi ra cho người 2-3 triệu gì đó. Giờ nó, con tôi có 23 tuổi nó mắc rồi, bây giờ xả cổ luôn chứ sao bây giờ. Cho người khiếm thị người 2 triệu, 7.000 người 10 mấy tỷ vớt luôn. Thấy không? Cái này là công đức vô lượng. Những đức không kêu đưa, những đức một cắt luôn, cho người mù người què đi. Nó ai mà lỡ mà lỡ thấy cháu gì, ngoài đời cũng từng chấp điếu nhà, người ta đưa tiền chức định gom gom là hết. Ngày đó đổi tiền ra cho người mù người què, cho người khổ, để đem cái phước báo đó hồi hướng cho cái chú Hồ Phạm Đức Mạnh.
Tên này tên Mạnh mà chết có 23 tuổi rồi đấy chứ. Ai mà không mong muốn cho người ta mạnh khỏe. Tên thì ngon lắm nhưng mà bây giờ thỏa mãn nó ngắn rồi sao Mạnh. Thằng này cũng họ Hồ giống Nhân Đức. Chắc ngày mai đây Nhân Đức cũng đi luôn. Ảnh 43 Nhân Đức cũng 43. Nó 23. Nó 23 tuổi Nhân Đức 43. 33. Thật sự mà nói tu hiểu quý vị. Xem cái chết nhẹ như lông hồng. Nhân Đức mà vô quan tài nằm mà đóng nắp niệm Phật luôn. Giảng bài giảng nằm trong quan tài đó. Hướng dẫn người ta cuối cùng chết cầm theo được gì đâu. Nhiều người ta gặp quan tài người ta sợ. Những đức nó thiệt chứ quý vị. Ở đây những đức nuôi nhiều cha mẹ người ta kìa. Nhiều đứa con không dám đến cái quan tài của mẹ cha kìa. Đây là thấy nhiều lắm. Những đức nó đi ra đây kinh phụ của con. Nói không. Sao kỳ vậy? Ra đây kinh phụ. Thôi con đụng vô nguy hiểm. Nguy hiểm cái gì? Nói thầy thì phước báo dày. Thầy kinh quan tài không sao. Con đụng bậy bạ con chết. Sợ dữ lắm quý vị ơi. Thấy không? Nó thôi quý vị ơi, trong cuộc đời này quý vị cố gắng tu nhân tích đức đi. Tạo cái cầm theo được. Đừng có nói gì con, gì gia đình gì mà bất chấp tội lỗi để đi tạo nghiệp. Để cuối cùng chúng ta đi đọa lạc khổ đau lắm. Nên khi đưa chú lên đài quả tán, những đức có một công đoạn nói chuyện vừa vui mà vừa có sự nhắc nhở vô thường. Người thân gia đình về bấm lên nghe những đức giảng nhiều bài giảng, quý vị nghe đi, quý vị sẽ biết. Thì tự nhiên sẽ nhận thức được nhiều cái sự việc trong cái cuộc đời này. Những đức nói hôm qua mới ghinh quan tài cho bà cụ bên chùa mới, hôm nay thì ghinh cho chú này. Hôm qua bà cụ bên kia 81 tuổi, hôm nay chú này 23 tuổi. Thấy không? Một tháng vậy giá chót chùa mình cũng ghinh cũng cỡ 7 cái quan tài. Chết vậy là cũng ít lắm rồi đó. Hồi xưa nhà đức trên Đà Lạt là một tuần chết khoảng 7 người. Tại vì chùa nuôi nhiều người già dữ lắm. Còn bây giờ là tháng mà 6-7 bà là ít lắm rồi. Năm kiếm cũng vài chục. Thấy không? Có bà cụ kia bà nói, thầy ơi thầy, con chắc định mùng 1 Tết đi. Nói thôi Tết thôi bà đừng có đi, qua mùng 2 đi, đi. Thì biết rằng chùa mình là nhắc mình vô thường vậy lắm. Nên tất cả các cụ già trong chùa mình, các cụ nè, đâu có cụ nào mà nói cái tiếng sợ chết nữa đâu. Vì quen quá rồi. Người ta nghe tiếng chết ta xanh mặt xanh mày. Còn mình thì nghe tiếng chết giết mà giống như nằm lòng. Giết quen như bạn bè. Không? Nên sợ cũng chết thì quý vị. Còn thọ mạng đến lúc nó mới đi thôi. Hãy tin chỗ này đi. Mong rằng những đoạn nói chuyện này nhắc gì vô thường. Để mọi người còn sống, sống cho thật tốt. Đừng đợi khi chết đi chúng ta hối hận. Vì lúc còn sống mình không nhiệt tình với người thân. Không nhiệt tình với cha mẹ. Không nhiệt tình với vợ chồng. Nên sống với nhau trong lúc còn sống này. Những cái gì buồn giận hận trách nhau, hãy tha thứ cho nhau đi. Anh em quán hận nhau thôi. Gặp nhau quá dài. Đừng đợi đến chết rồi hối hận. Nó nên đưa chú lên đài quả tán. Những đứa con đoạn nói chuyện gì nguyện tam bảo gia hộ cho gia đình nghe. Thì ai cũng biết tu hành niệm Phật để cầu sanh cực lạc. Ba của chú có vài lời gì nói để cảm ơn đại chúng được không? Cô hả? Ở đây. Có giấy luôn. Đây. Nè, cô đọc đi nè, đứa cầm đi đâu chứ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, đại đức tăng ni tổ đình chùa Hộ Pháp. Hôm nay gia đình chúng con có duyên sự xin đầu thành đánh lễ tác bạch. Kính bạch chư tôn thiền đức, dẫu biết rằng cuộc sống là vô thường, đời là giả tạm, có sanh ắt có tử, nhưng gia đình chúng con không sao chấp nhận được sự ra đi quá đột ngột. Đây là sự mất mát quá lớn đối với gia đình chúng con. Từ ngày con của con phát bệnh nặng, gia đình chúng con đã hết lòng chạy chữa. Nhưng con của con không sao tránh được định lực vô thường. Như vậy,
có nghĩa là kể từ đây con của con sẽ rời xa khỏi mãi mãi. Tuy con muốn ngăn dòng nước mắt, nhưng con không sao kìm được cảm xúc của mình. Con ơi, con ở phương trời nào con có lạnh không? Mẹ ở nơi đây xót cả lòng. Âm dương xa cách sầu thương nhớ, nước mắt tuôn trào trở biển đông. Kính bạch chư tôn đức, gia đình chúng con biết rằng đời là vô thường biển đổi, có họp tức có tan, có đến thì phải có đi, có sanh ắt có tử, nhưng chúng con không sao ngăn được dòng cảm xúc trước cảnh kẻ người ở người đi vạn dặm xa xôi. Chia phôi rồi còn có ngày hội ngộ, nhưng huỳnh tiền vị lộ thì mãi mãi cắt lối tương duyên. Thang ôi, chốn âm dương là hai bờ giới tuyến, con đi rồi sẽ vĩnh viễn xa nhau. Chỉ âm thầm hoài niệm nỗi buồn đau, lòng thương xa xót lệ mẹ rơi thấm thiết. Kính bạch thầy, gia đình chúng con đang hoang mang trên nẻo đường cùng tuyệt vọng, nhưng nhờ chút thiện nguyện gặp thuyền từ Tam Bảo Tổ Đình Chùa Hộ Pháp, qua sự dìu dắt và hướng dẫn của chư tôn đức tăng ni đã tận tình giúp đỡ cho gia đình chúng con và họ niệm duyên suốt trong 33 giờ ngày tang lễ. Gia đình chúng con xin khắc cốt ghi tâm và tri ân công đức của quý thầy, quý sư cô, và gia đình chúng con xin nguyện hồng ân Tam Bảo, xin nguyện mười phương chư Phật luôn gia hộ cho quý thầy, quý sư cô, pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu, và quý thầy, quý cô sẽ luôn mãi mãi là cây cao bóng cả, luôn che mát và dìu dắt chúng con trên bước đường tu nhân học Phật. Và để đền đáp công ơn này, gia đình chúng con nguyện sẽ cố gắng tu tập ngày càng tinh tấn hơn nữa, để không phụ lòng quý thầy đã dày công dạy dỗ. Và gia đình chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn thân bằng quyến thuộc, cảm ơn gia đình thông gia đến từ thành phố Tây Ninh. Xin cảm ơn bạn bè thân bằng hữu gần xa đã không quản ngại đường xa xôi đến đây hộ niệm và thắp nén hương cầu nguyện cho cháu sớm được nhẹ nhàng siêu thoát. Nam mô A Di Đà Phật. Nói gì chứ, khi mẹ cha mà con còn trẻ ra đi, nó nói cũng không đơn giản đâu quý vị. Nên những buổi những đức nói chuyện cũng là cái chỗ khích lệ họ cao độ lắm rồi đó. Nó giữ được cái bình tĩnh đó cũng không đơn giản. Nếu mà những đức mà nói về chuyện sinh ly tử biệt nữa, chắc ở trong đây chắc ai cũng khóc sùm. Nên làm mẹ cha mà giờ có một đứa con mang nặng 9 tháng 10 ngày, nuôi khôn lớn tới gì mà giờ bắt chợt ra đi. Mà có nhiều người cha mẹ nói rằng bây giờ thà để cho mình chết đi, để cho con mình được sống. Nó thật sự đó. Nhưng mà cái thọ mạng thì đâu có thể nào ai thay thế cho ai được đâu quý vị. Nó nên những đức khuyên gia đình, như cô chú bây giờ được gặp chùa chiền gì cũng nghe những đức giảng, nên nó cũng cởi mở đỡ dữ lắm, cũng hiểu được để giúp cho cháu. Thì chùa mỗi ngày cũng tu tập mấy trăm người xuyên suốt ở đây, chiều nào cũng đi thực á, cũng đọc hồi hướng cho cháu trong 49 ngày. Rồi mỗi tuần chủ nhật đồ này kia tu tập cũng hồi hướng cho cháu.
Và mẹ ở đây tu, còn cha rảnh thì sắp xếp lên đây tu tập. Chùa mình như một gia đình vậy đó. Về đây tự nhiên nó cởi mở hết trơn à. Biết đâu sau này đủ duyên cũng về đây ở tu. Chứ giờ con cũng mắc rồi, ở nhà cũng hai vợ chồng. Bây giờ mình tuổi này được vô chùa gần gũi đi, để sau này lớn tuổi một chút á, thì lúc đó nó sẽ con đường đi của mình nó đặc biệt hơn. Thấy không? Phải nhớ nha. Bây giờ chúng ta phóng sanh để hồi hướng cái công đức của đại chúng niệm Phật phóng sanh này. Chúng ta nguyện đem công đức này hồi hướng cầu an trên là Hòa Thượng Viện Chủ, nhờ Ngài xây chùa mà mình có chỗ về đây nương tựa tu tập. Và đem công đức này hồi hướng cho toàn thể đại chúng và gia quyến thân tâm thượng an lạc và tiếp nhận được Phật Pháp, biết tu nhân thích đức, khi cuối cuộc đời chúng ta bình an nhẹ nhàng đi về thế giới cực lạc. Và chúng ta nguyện đem công đức này hồi hướng cầu siêu cho cụ quyền thất tổ, ông bà, cha mẹ, anh chị em trong đời này hay nhiều đời nhiều kiếp, và hương linh thai nhi vì nghiệp phá thai, chiến sĩ chặn vong, đồng bào tử nạn và tất cả những người chết chưa được siêu thoát đều được thừa hưởng những công đức này. Và công đức này nguyện hồi hướng cầu siêu cho chú Hồ Phạm Đức Mạnh, pháp danh Trúc Bình, hưởng dương 23 tuổi. Nhờ công đức này mà chú thần thức sáng suốt tỉnh táo, nương vào bổ nguyện niệm Phật để Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Chúng ta đọc tam quy y xong mình phóng sanh. Quy y Phật không đọa địa ngục, quy y pháp không đọa ngạ quỷ, quy y tăng không đọa bàn sanh. Quy y Phật không đọa địa ngục, quy y pháp không đọa ngạ quỷ, quy y tăng không đọa bàn sanh. Quy y Phật không đọa địa ngục, quy y pháp không đọa ngạ quỷ, quy y tăng không đọa bàn sanh. Chúng ta đồng niệm Phật. Xong mấy anh em đưa cái lòng chim gia đình để thả nha. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 Đà Phật, A Di 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 Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.